Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dọc miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp cho hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy sẽ luyện tập dùng máy tính Casio FX580VNX để tìm số phức. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 5 cho số phức thỏa mãn một cái đẳng thức. Vì trái YZ trừ cho mở ngoặc 3Y cộng với 1 đóng ngoặc nhân với số phức liên hợp của số phức Z. Tất cả chia cho 1 cộng Y bằng bình phương mô đun số phức Z. Số phức với đúc bằng 13/3 YZ có mô đun bằng. Như vậy chúng ta có 4 đáp án mô đun của số phức với đúc. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thuật toán hôm trước thầy nói với các em, đó là nếu chúng ta viết về một cái đẳng thức số phức A nhân số phức Z cộng số phức B nhân số phức Z ngang bằng số phức C thì số phức Z sẽ bằng số phức A ngang nhân C trừ B nhân số phức C ngang trên bình phương mô đun số phức A trừ bình phương mô đun số phức B. Bây giờ thầy hướng dẫn các em đưa cái bài tập này về cái công thức để chúng ta tính như sau. Thầy viết lại biểu thức ban đầu. Bây giờ thầy quy đồng mẫu chung và thầy viết lại cho đúng công thức. Tương đương với số phức YZ cộng với trừ 3Y trừ 1 nhân số phức Z ngang bằng bình phương mô đun số phức Z nhân về 1 cộng Y. Như vậy, dựa vào công thức đã cho và dựa vào bài toán này thì các em thấy này, Y đóng vai trò là số phức A cộng tiếp trừ 3Y trừ 1 đóng vai trò là số phức B và về phải chính là số phức C. Bây giờ từ số phức với đúc ta sẽ tính mô đun số phức với đúc, suy ra mô đun số phức Z như sau. Số phức với đúc bằng 13/3 YZ thì mô đun của số phức với đúc sẽ bằng 13/3 nhân mô đun của số phức Y nhân Z. Từ đây chúng ta suy ra mô đun của số phức Z sẽ bằng 3 lần mô đun của số phức với đúc chia cho 13, bởi vì đơn vị ảo Y có mô đun bằng 1. Ở đáp án A, 26 chính là mô đun của số phức với đúc, thay vào ta được mô đun số phức Z bằng 6. Ở đáp án B, mô đun của số phức với đúc bằng căn bậc 2 6 thì mô đun của số phức Z sẽ bằng 3 nhân với căn bậc 2 của 26/13. Ở đáp án C, mô đun của số phức với đúc bằng 3 nhân căn bậc 2 của 26/2 thì mô đun của số phức Z sẽ bằng 9 nhân căn bậc 2 của 26/26. Tiếp tục, ta vào menu 2, chúng ta lưu Y vào biển A, lưu trừ 1, trừ 3Y vào biển B. Riêng số phức về phải là bình phương mô đun số phức Z, thừa số cho 1 cộng với Y. Trong trường hợp đáp án A là mô đun Z bằng 6, thì chúng ta thay 6 vào cái biểu thức số phức ở về phải. Rồi chúng ta lưu vào C. Sau đó chúng ta tiếp tục. Tương tự như vậy, đối với đáp án B, chúng ta lưu vào biển D. Và tương tự, chúng ta lưu cái số phức ở về phải trong trường hợp mô đun Z cho bởi 9 nhân với căn bậc 2 của 26/26 ở biển E. Làm như thế này thì chúng ta chỉ nhập một lần, cho nên nó nhanh. Tuy nhiên các em phải có một kỹ năng mà chúng ta không cần phải viết ra như thế này mà chúng ta vẫn làm được. Chứ còn nếu viết ra như thế này thì nó quá dài, phải không nào? Cho nên về nhà các em phải luyện tập như thế nào đó mà chỉ cần viết ra phần này thôi các em này. Còn phần dưới chúng ta không viết nữa. Đó là cái điều mà thầy đặt ra để các em luyện tập. Bây giờ thầy thực hành trên máy tính. Máy tính đông còn ở chế độ menu 2. Chúng ta lưu Y vào biển A. Y. Toa. Nhấn ngắt. Trừ 1, trừ 3Y, store B. Trừ 1,
trừ 3y tô b nhân AC ngách màn hình. Bây giờ lưu vào biển C là chúng ta thay mô đun Z bằng 6, là 6 bình phương là 36 thừa số cho 1 cộng y. 36 thừa số cho 1 cộng với y. Đóng ngoặc. Tô C. Ngắt màn hình. Tiếp tục. Là chúng ta thay Z vào cái biểu thức bình phương của mô đun Z nhân với 1 cộng y. Mở ngoặc. Z thay bởi 3 nhân căn bậc 2 của 26,13. 3 nhân căn bậc 2 của 26 chia cho 13. Đóng ngoặc. Bình phương nhân với 1 cộng y. Đóng ngoặc. Chúng ta lưu vào biển D. Tô D. Tiếp tục. Chúng ta nhấn AC ngắt màn hình. Thay mô đun Z trường hợp cuối cùng này vào cái số phức phía phải. Tôi mở ngoặc. Dạng phân thức. 9 nhân căn bậc 2 của 26. Chia cho 26. Đóng ngoặc. Bình phương nhân tiếp với 1 cộng y. Đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta lưu vào biến E. Tô E. Chúng ta ngắt màn hình. Bây giờ chúng ta nhập cái biểu thức đầu tiên đối với biến ABC. Shift ABS là đi tìm mô đun của số phức Z cho các em này. Dạng phân thức này. Đầu tiên là A ngang thì chúng ta nhấn Shift chọn 2. Alpha A. Đóng ngoặc. C. Alpha C. Trừ B là alpha B. Nhân tiếp với số phức C ngang, tức là option 2 alpha C. Chúng ta đóng ngoặc. Trên Shift ABS alpha A phương trừ Shift ABS alpha B bình phương. Chúng ta nhân bằng. Chúng ta thấy ra giá trị là 4 nhân căn bậc 2 của 26 không bằng 6. Như vậy đáp án A bị loại. Bây giờ chúng ta chỉ sửa lại C cho D thôi. Chúng ta trở lại. Ta sửa C cho D. Xóa C này. Chúng ta sửa D này. Alpha D này. Sửa thêm một lần nữa. Alpha D. Chúng ta nhân bằng. 2 nhân căn bậc 2 của 26 phần 13. Khác với 3. Nhân căn bậc 2 của 26 13. Với đáp án B bị loại. Bây giờ nhấn tiếp. Chúng ta thay D bởi E. Để kiểm tra đáp án C. Chúng ta xóa D. Thay E. Alpha E. Chúng ta xóa D. E. Alpha E. Chúng ta nhân bằng. Và các em thấy. Trong trường hợp này. Mô đun của số phức Z nó sẽ bằng 9 nhân căn bậc 2 của 26 phần 26. Vậy đáp án đó
chính là đáp án C. Như vậy chúng ta kết thúc. Như vậy là qua bài tập, bài số 5, thầy lại luyện tập cho các em một cái kỹ năng dùng máy tính. Các em muốn làm nhanh được bài này thì đầu tiên các em phải luyện tập để chúng ta không bao giờ viết ra giấy những cái biểu thức bắt đầu từ môn 2, mà chúng ta chỉ viết ở cái phần thầy tô đậm thế này để chúng ta sử dụng máy tính, thì quá trình sử dụng rất là nhanh. Nếu bài này các em giải bằng tự luận thì nó chiếm thời gian rất lâu, do đó các em cần phải luyện tập để các em giải bằng trắc nghiệm thì bài này mới nhanh được. Như vậy nội dung của bài hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP hoặc website gsplêminhduc.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.